Câu này tôi muốn được hỏi bà. Chiến tranh kéo theo chết chóc. Bà có nói rằng 80% lãnh thổ Việt Nam đặt dưới chế độ của bà. Bà cũng nói rằng 2/3 dân số Việt Nam ủng hộ chế độ của bà. Vậy tôi xin hỏi, nếu tình hình tại địa bàn là như vậy thì phía bà đang được đa số tuyệt đối dân chúng ủng hộ. Đó là ở những nơi không có chiến tranh. Trong trường hợp đó, phía bà có thể tổ chức bầu cử tự do dưới sự kiểm soát quốc tế hoặc đàm phán, và chắc chắn phía bà sẽ giành chiến thắng. Vậy tại sao phía bà lại muốn tiếp tục cuộc chiến đẫm máu này ở Việt Nam trong điều kiện như vậy? Không nên dùng từ cuộc chiến đẫm máu để nói về chúng tôi, thưa ông. Các ông đều biết rằng chúng tôi buộc phải cầm súng để chiến đấu chống lại hành vi xâm lược của Mỹ. Đó là sự thật ai cũng biết. Và tôi không rõ tại sao những người tự cho rằng mình hiểu về vấn đề Việt Nam lại tiếp tục bàn về luận điểm cơ bản này.